Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Rất vui khi được quay trở lại cùng anh em trong video ngày hôm nay. Và trong video lần này, đồng hồ Minh Triệu sẽ cùng anh em trải nghiệm một chiếc Longines. Đây là một chiếc đã qua sử dụng, độ mới cao, còn full box cũng như thẻ bảo hành toàn cầu của Longines đi kèm anh em ạ. Trên tay mình là một cái thẻ International Warranty của Longines. Và đây là một cái thẻ trắng, thì khi anh em mua mình sẽ thêm date, thêm ngày vào cho anh em nhé. Mình sẽ cùng anh em trải nghiệm nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Chiếc Longines mà ngày hôm nay mình chia sẻ với anh em là một sản phẩm nằm trong bộ sưu tập là Elegant, một trong những bộ sưu tập kinh điển của Longines. Sở hữu mặt đầu màu đen piano huyền bí cùng với 13 viên kim cương tương ứng với những cọc số. Và chưa hết anh em ạ, chiếc này của chúng ta còn được trang bị rất là nhiều vàng. Toàn bộ cái niềng benzen là niềng vàng khối 18K này. Bộ dây thì được bọc vàng gold cap 200 cực kỳ dày anh em nhé. Có thể nói anh em trên tay chiếc Longines này nó không khác gì một món đồ trang sức. Vì một cái sản phẩm, một chiếc đồng hồ mà được trang bị rất là nhiều vàng và kim cương như này, thực sự nó đúng là một cái món đồ trang sức anh em ạ. Với cái sa mặt là 37mm, độ dày cũng khá là mỏng, chỉ khoảng độ 8-9mm mà thôi. Thì với kích thước này sẽ phù hợp với anh em cổ tay từ 16-16.5 trở lên, đeo rất là tuyệt vời. Mình trên tay để anh em thấy được độ đẹp, độ chất, độ tinh khiết của chiếc Longines này ạ. Cực kỳ tuyệt vời anh em nhé. Và với thiết kế mặt đeo màu đen cùng bộ dây kim loại vô cùng lịch lãm, mặt đen sẽ giúp anh em trên tay nó tạo chúng ta cảm giác nó nam tính, nó mạnh mẽ và nó có sức hút hơn rất là nhiều. Nổi bật ở bên trong mặt đeo của chúng ta thì sẽ là những viên đá quý, những viên kim cương thiên nhiên. Đây là những viên kim cương thiên nhiên được Longines tuyển chọn một cách kỹ càng, và đặc tính của kim cương là có khả năng hấp thụ ánh sáng cực kỳ tốt anh em ạ. Nó có khả năng tán sắc anh em nhé. Mình sẽ soi lên cận cảnh để cho anh em nhìn thấy độ hoàn thiện tuyệt vời ạ. Với tổng trọng lượng là 0,055 carat anh em nhé. Riêng vị trí góc 12 giờ chúng ta được trang bị lên tới một viên kim cương kép, tức là hai viên kim cương. Vị trí góc 3 giờ chúng ta được trang bị một ô lịch ngày. Với ô lịch thiết kế tại vị trí này giúp anh em quan sát lịch một cách cực kỳ tiện lợi. Bộ kim của chúng ta ngày hôm nay được Longines tạo hình đẹp. Kim giờ, kim phút, kim giây của chúng ta được làm bằng thép đặc không gỉ và được mạ vàng 18K anh em nhé. Nên anh em thấy nó bắt sáng rất là tốt nhé. Vị trí góc 12 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ là Longines này và biểu tượng cánh chim của Longines, đồng hồ cát có cánh. Góc 6 giờ sẽ là Squid, sản phẩm sản xuất tại Thụy Sĩ anh em ạ. Mặt kính của chúng ta ngày hôm nay được Longines trang bị mặt kính sapphire nguyên khối. Với mặt kính sapphire sẽ giúp anh em tránh được vết xước khi mà chúng ta va chạm trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Toàn thân của chúng ta là thân thép không gỉ, hai bên hông được tạo hình đẹp. Anh em quan sát niềng benzen của chúng ta, một niềng vàng khối 18K và được thiết kế tràn ra cả phần khung vỏ anh em nhé. Đây là đặc trưng cũng như là cái thế mạnh của dòng Elegant anh em ạ. Một thiết kế cực kỳ riêng biệt mà Elegant mang đến cho chúng ta, không giống bất kỳ những bộ sưu tập khác của Longines. Mình sẽ soi lên cận cảnh để cho anh em nhìn thấy rõ cái niềng benzen này ạ. Hiện tại thì cái niềng benzen này nó tràn ra một chút ở phần khung vỏ anh em nhé. Và với thiết kế này thì nó sẽ làm cho cái đường kính của chúng ta nó sẽ rộng hơn. Và anh em có thể quan sát ạ. Đây là cái niềng benzen anh em nhé. Nó thiết kế tràn ra phần khung vỏ. Và phần thân của chúng ta thì còn được đánh vát xuống đến phần đáy. Phần lắc tu lắc của chúng ta được thiết kế một cái lắc cũng khá là ngắn. Thì với thiết kế này thì sẽ giúp anh em trên tay nó ôm trọn lấy cổ tay của anh em. Ở phía bên phải tại vị trí góc 3 giờ chúng ta sẽ có một núm điều chỉnh thời gian. Bên trên núm của chúng ta sẽ có một cái logo cánh chim của Longines và dòng chữ Longines được hoàn thiện nổi. Thiết kế núm tạo hình cạnh khía răng cưa này giúp anh em dễ dàng lên cót tay và chúng ta có thể kéo núm ra điều chỉnh lịch và giờ cực kỳ tiện lợi anh em ạ. Đi kèm với đồng hồ thì chúng ta sẽ bộ dây kim loại, và đây là bộ dây đặc trưng của dòng Elegant rồi, với thiết kế rất là nhiều chỉ. Và bộ dây này của chúng ta sẽ có hai chỉ ở giữa được bọc vàng 18K gold cap 200 anh em nhé. Hai chỉ này nó sẽ chạy dọc từ niềng benzen chạy xuống tạo hiệu ứng liền khối anh em ạ. Và toàn bộ niềng benzen cũng như bộ dây này của chúng ta được thiết kế bằng vàng rose gold anh em nhé, chứ không phải vàng yellow gold. Màu vàng rose gold này thì nó sang và giá thành nó cao hơn so màu vàng yellow gold anh em ạ. Và với sự đan xen phối kết hợp giữa các chỉ trắng và chỉ vàng này, anh em trên tay nó không khác gì một món đồ trang sức. Và toàn bộ khung vỏ cũng như bộ dây của chúng ta được làm bằng thép đặc không gỉ với chất thép 316L của Longines. Nó có độ cứng và độ chống ăn mòn cực kỳ tốt anh em ạ. Đi kèm với đồng hồ chúng ta sẽ bộ khóa bướm. Thiết kế khóa bướm giúp anh em đóng mở dễ dàng tiện lợi. Ở bên trên khóa của chúng ta sẽ có dòng chữ Longines và biểu tượng cánh chim của Longines được chuyện khác ạ. Anh em bấm cái phím ở hai bên thì bộ khóa của chúng ta sẽ bung ra. Và bên dưới khóa của chúng ta sẽ có chuyện là stainless steel và một cái mã của dây anh em nhé. Mình sẽ cùng anh em trải nghiệm mặt sau của đồng hồ ạ. Mặt sau của chúng ta ngày hôm nay được Longines thiết kế lộ máy. Và với thiết kế lộ máy skeleton này giúp anh em ngắm nhìn từng chuyển động dao động đồng hồ một cách dễ dàng. Mình sẽ soi lên cận cảnh để cho anh em nhìn thấy rõ những chi tiết nhỏ sâu bên trong bộ máy của chúng ta. Bộ máy mà ngày hôm nay chiếc Longines của chúng ta sử dụng là bộ máy Calibre L619.2. Bộ máy này được bay trên nền tảng của máy ATA 2892A2 anh em ạ. Và với bộ máy này thì anh em sẽ có 21 chân kính, 28.800 dao động và khoảng 42 giờ tích cót cho anh em trải nghiệm. Bộ máy cực kỳ tuyệt vời. Anh em hãy quan sát là sâu bên trong Balance Wheel, chúng ta có thể nhìn thấy mã máy được chữ khác ạ. Bộ máy sử dụng là ATA 2892A2. Ở ngay bên trên mã chúng ta sẽ có chuyện hoa thị ATA. Bên cạnh, phía bên phải, chúng ta sẽ có chuyện V8, ZS2. V8 là ký hiệu của nhà máy sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ ATA,
một nhà máy vô cùng nổi tiếng trong ngành công nghiệp chế tác đồng hồ. Và những cái chữ triện của chúng ta được triện khắc hoàn thiện rất là kỹ, nên khi mà mình zoom lên ạ, vẫn không bị vỡ anh em nhé. Anh em quan sát vị trí bottom wheel chúng ta chuyển động rất là mượt mà. Viên đá ruby màu hồng pha chút ánh tím bắt sáng cực kỳ tốt. Và tại vị trí này chúng ta sẽ có một cần gạt chỉnh nhanh chậm. Cần gạt này kết hợp với cả con ốc vít ký hiệu cộng trừ ở đây sẽ giúp anh em căn chỉnh thời gian một cách chính xác nhất. Ở bộ máy của chúng ta được hoàn thiện bởi những vân đánh xoáy, những đường kẻ sọc và tạo hữu ứng vân thớ rất là đẹp. Ở phần viền máy chúng ta sẽ có triện là 21 UU 21 là viết tắt của 21 bằng tiếng Anh. Bộ máy của chúng ta ngày hôm nay được Longines trang bị lên tới 21 chân kính anh em nhé. Quả văng của chúng ta ngày hôm nay được Longines tạo hình đẹp, thiết kế màu vàng cực kỳ nổi bật. Và bên trên quả văng chúng ta sẽ có dòng chữ L619.2 được chị khắc ạ. Tất cả những chữ triện này được khắc ở trên bên trên bề mặt kim loại anh em nhé. Thiết kế rất là nổi bật và độ hoàn thiện rất là kỹ. Mình soi lên gần như không có một điểm chết anh em ạ. Và toàn bộ quả văng của chúng ta được hoàn thiện bởi những tia phay xước này, những đường kẻ sọc tạo hiệu ứng rất là đẹp. Mình sẽ nghiêng đồng hồ ở các góc độ khác nhau để cho anh em ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời của chiếc Longines này. Khi quả văng chúng ta xoay sẽ để lộ ra vị trí quan trọng, đây là ổ cót, nơi dự trữ năng lượng của đồng hồ anh em ạ. Chúng ta sẽ có những bánh xe màu vàng này, những chân kính màu hồng và những con ốc được thiết kế màu đen, bộ máy rất là nhiều màu sắc. Ở đây chúng ta sẽ có chuyện là Squid, sản phẩm sản xuất tại Thụy Sĩ anh em ạ. Mặt sau của chúng ta sẽ được triện khắc một số thông tin là The Longines Elegant Contemplation. Đây là bộ sưu tập của chiếc Longines này. Và đây chúng ta sẽ một cái số serial number này. Water resistant là 33. Anh em có thể đi mưa rửa tay mà không lo vào nước. Chúng ta sẽ có Squid Mate này. Triện hình chữ S là ký hiệu mặt kính Sapphire Dorito. Chúng ta sẽ có Stainless Steel kết hợp với cả vàng 18K. Chúng ta sẽ có một đầu mã sản phẩm. Đó là một số thông tin cơ bản của chiếc Longines mà ngày hôm nay đồng hồ Minh Triệu muốn chia sẻ với anh em. Vừa rồi mình đã cùng anh em trải nghiệm một sản phẩm chính hãng đến từ Thụy Sĩ mang thương hiệu Longines. Và sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay thuộc dòng Elegant, được trang bị 13 viên kim cương thiên nhiên tương ứng với các cọc số, cùng với một cái niềng benzen là niềng vàng khối 18K. Bộ dây được bọc vàng gold cap 200 cực kỳ dày, thì anh em trên tay nó không khác gì một món đồ trang sức. Sản phẩm đã được bán mức giá retail khá là cao, mức giá khoảng 80 triệu. Và ngày hôm nay thì đồng hồ Minh Triệu giao lưu lại với anh em mức giá cực kỳ tốt, mức giá chỉ 43 triệu mà thôi. Áp dụng cho anh em ấn đăng ký kênh cũng như là theo dõi video này mới được hưởng mức giá này anh em nhé. Và các sản phẩm đồng hồ Minh Triệu bán ra cam kết với anh em hàng chính hãng 100%. Khi anh em mua hàng, bên mình sẽ cung cấp cho anh em một phiếu cam kết bán hàng chính hãng tại đồng hồ Minh Triệu đi kèm. Vì hiện nay thị trường hàng giả, hàng nhái làm tràn lan, làm anh em hoang mang, lo lắng, không biết mua ở đâu, tin tưởng, uy tín, thì anh em hãy đến với đồng hồ Minh Triệu. Anh em sẽ thấy được sự an tâm, hài lòng khi sử dụng đồng hồ. Các sản phẩm bên mình bán ra cam kết với anh em hàng chính hãng 100%, sẵn sàng đi thẩm định của anh em tại bất kỳ trung tâm cơ sở uy tín về đồng hồ tại Hà Nội nếu anh em có nhu cầu. Bên mình sẽ cấp thêm cho anh em thẻ bảo hành 2 năm để anh em yên tâm sử dụng. Và nếu anh em Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để lên tay thử sản phẩm. Nếu anh em ở xa, bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp trên chuyển phát. Tuy nhiên, với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10%, bên mình cho hàng đi. Và trước khi kết thúc video này, mình mong anh em giúp mình bằng cách bấm vào nút like ở bên dưới video nếu anh em cảm thấy hay và bổ ích, hoặc nút dislike nếu anh em không thích, và anh em hãy thẳng thắn nhé. Cái việc này nó thực sự rất rất ý nghĩa với mình, tại vì mình cần nhìn một số liệu thích hoặc không thích này để mà chỉnh sửa, để hoàn thiện, và những cái video sau nó sẽ hay video trước. Và nếu anh em cảm thấy video sau mà hay video trước ý, thì chắc chắn rằng cái người góp một phần vào đó chính là anh em, thông qua cái việc bấm thích hoặc không thích nhá. Anh em giúp mình nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu